Còn dựng chống đứng lên nha. Thay vì anh sử dụng trên cái này, anh sử dụng cái này nó một lần. Đó, cảm giác nó mà trên cái này thì mình sẽ có bao nhiêu thì mình có tầm là tầm cả cũng được. Chỉ cần mà lưu ý dùm em có app chỉ lại phải kết nối với wifi như thế này. Nhớ đừng có mở 3G lúc anh tìm anh cho tìm đâu ai nhớ không. Như em phải kết nối với một vàng nó mới lên, còn nếu mà chưa có là nó không có lên. Alo alo nghe anh thử đi. Alo 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 1 2 3 4 em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh dệt núi thương ngày. Để pin luôn có gì về. Và cái sạc nha. Đúng rồi, thì thay vì anh sử dụng cái remote một sạc thì mình có hai phần, hai adapter với lại dây sạc. Nhưng mà cái coi M thì xài nếu không sạc thì bao tiếng hả? Trung bình để một cái dòng pin mà nó hết á thì nó tầm khoảng trên 1.5 tiếng 2 tiếng. Thì cái này nó phụ thuộc âm thanh lớn nhỏ, bài bát chép nữa. Nè, anh quan sát cái này là đèn báo pin, đây là màu đỏ vậy nè, là nó đầy. Thì nó chớp thì nó có hai mức độ, nhưng mà khi mà anh kết nối nó cũng hiện cái phần trăm lên á. Thì nếu mà nó chớp nhanh á, là gần sắp hết pin. Nếu mà anh đang chơi giữa chừng á, là anh ghi mấy này. Xong chậm sạc luôn. Như vậy trên app này nó có chậm pin luôn. Anh vô. Không, cái này đưa qua cái phần Bluetooth này. Bluetooth thì chỉ có một máy thôi, còn cái chân điện thoại với app thì mới được một máy. Trên TV thì mới được một máy. Có gì có thể tốt hơn ai.
đúng rồi nè, tụng nó nè, KS331 mà sếp 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 anh Hùng á, giờ anh Hùng chắc với anh là chắc với em nữa vậy á. Ờ nên anh Hùng em chốt với anh, em báo với anh Hùng anh hết hàng, tại vì em đâu có biết, em nghi nghi là ở quận 2 là hai người rồi, rồi xong em chốt với anh là em nhắn với anh Hùng anh hết nè. Anh có cái điện thoại em chụp nói phụ kiện cho anh Hùng biết luôn là có gì có gì, nói điện thoại chụp chụp biết. Cái tivi là sao? Cái tivi đẹp chút nha, để vậy anh đem ai lên tivi nè, anh chụp phút này. Âm thanh nó khác nha, âm thanh nó sẽ giảm 30%, tại vì bên mình là bốn tường kính, âm thanh nó vọt, nó dễ, nó sống động hơn. Còn ra ngoài trời nó sẽ giảm 30-40. Tại giống như nãy mà không nghe. Dạ em nghe. Giờ em hỏi nha. Dạ. Rồi. Anh lấy cái mic chụp hình gửi qua Zalo số này cho em nha. Anh lấy cái mic đó chụp hình gửi qua Zalo số này cho em nha. Đúng rồi, chị nhanh nha. Dạ dạ. Cái này bảo hành cho mình 12 tháng tại trạm bảo hành. Trạm bảo hành đã rồi nha. Lấy chiếc máy này có bị gì chưa? Cái thùng máy này xài bền, thắt xài bền. Nhà mình mua cho công ty mình xả ngoài trời á. Nhưng mà ví dụ như Bluetooth ở đó thì kết nối nó xa khoảng bao nhiêu mét ta? Bluetooth đó thì trung bình trong vòng khoảng 5 mét anh. 5 mét? Dạ đúng rồi. Còn ví dụ như mic thì bao bao xa? Mic thì cũng tương đối thôi, tầm khoảng 3-4 mét. Tại vì mình chơi mà, hiểu không? Chơi vòng vòng thì tầm khoảng trung bình hết á. Thì bên nhà sản xuất họ cũng nói là cao hơn là tầm khoảng 7-8 mét. Nhưng mà em giật lại, tại nhiều khi 7-8 mét sóng nó yếu thật giờ. Cái dưới bên ghi lên cho anh nha. Để không chút nữa lại. M luôn, mấy cái nối mà nó đi. Nè, KS361M. Còn cái nãy cái wifi em mở lên là thật nó. Ở đây bán hàng nào, em bán nó hàng đó. 8 kg. Sếp em không biết xem đâu mà thấy có bạn cái túi, xem rồi bạn thấy. Không có đâu, trời ơi, nó nội giờ tiền máy này còn có nữa, muốn chi mà tặng túi, không có túi đâu. Sếp anh nói em là ngân sách không đủ, xong rồi anh nói dạ, thì mình chọn dòng khác, không đủ thì mình chọn dòng khác thôi. Nhưng mà không thích cái dòng này. Bạn sếp có cái con này. Con này sẽ ngon mà. Lúc đầu là mua con kệ, con mở ép rồi. Dạ, mở ép hết rồi ạ, cách đây 3 tháng hết rồi. Giờ thị trường còn mở. Còn con này là gì ta? 360. Dạ. Nó khác gì của mày không? Không hay bằng con này đâu mà. Chức năng nó không hay bằng. Đó, anh chụp mình gửi cho anh Hùng đi. Nó ở, đang ở đại shop của anh kiểm hàng dạy dạy dạy. Dạ, anh chốt. Mua cái này thì
hóa đơn các kiểu rồi sao ta? Đơn giản lắm anh, trong ngày hôm nay em gửi cho anh hóa đơn điện tử, cho em cái mail hay là em gửi qua Zalo cho anh. Cho em thông tin, hết thông tin mà anh gửi cho em lúc trước đúng không? Cancer Moto. Nhưng mà cái lúc B lúc nãy là gì ta em? Bluetooth. Cái B là chữ đèn Bluetooth. Khi mà anh kết nối vô thì chữ B nó sáng mà nó không nháy. Cái này là chỉ tăng giảm thôi đúng không? Đúng rồi, không có chỉnh bát chép gì nha. Cái này hay vậy. Tại nhà máy cưng chỉnh hết rồi. Chứ nhiều người ta có kiến thức người ta chỉnh thì nó đỡ, chứ chỉnh tới chỉnh luôn nó đỡ. Đầy đủ hết á. Nhưng mà ý là nãy giờ nói trang trí chính. Nhưng mà cái TV bây giờ là chỉ còn là một cái màn hình có cái dây cắm cái đèn hai là đúng rồi. Đêm mai là lên hình đó, máy chiếu hay là gì cũng được, nhưng mà chỉ cần có cổng đêm mai đó. Thì thay vì TV đó thì cái thiết bị nào mình bị chiếu ok lắm gì, nhưng mà phải có cổng nha. Cổng đêm mai em cứ thử. Anh thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản? Chắc chuyển khoản. Dạ. Có sức mơ nào? Dạ. Biết tiền là cái em gửi anh số tài khoản. Xuất hóa đơn công ty mà anh biết rồi đúng không? Đúng rồi, thì cái hình được chứ, anh gửi em đúng không? À, đúng rồi ok. Có gì trong ngày hôm nay, hoặc là trễ nhất là thứ hai ra hóa đơn chứ. Và các bạn vừa rồi mình đã tiếp một vị khách ở quận Thủ Đức mua cho mình một chiếc loa KS361M để bật ti cuối tuần. Mọi chi tiết thắc mắc các bạn có thể liên hệ số hotline 0937 266 118. Và địa chỉ thử loa quen thuộc nằm ở 135-17-54 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Và bây giờ An xin chào và hẹn gặp lại.